Theo thì số của mình là 15 2194 này ha. Đây. Đây, 94 này, và cái số tiếp theo của mình là gì? Là 173 318 và 510 ha. Như vậy. Rồi, xin chào quý thầy cô, nên xin chào các em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài toán về dãy số. Thì có một bạn ha, bình luận trên kênh của mình cho một cái dãy số là 12 5 8 15 2 8 5 1 9 4. Hãy dùng cái ngôn ngữ lập trình C# này để tìm cái quy luật của bài toán này và tìm các cái con số tiếp theo của cái dãy số này. Thì hôm nay mình tranh thủ thời gian để làm cái bài toán này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái bài này qua cái dãy số này để mình làm cho nó đơn giản ha. Thì đầu tiên mình xem xét qua cái dãy số này để mình tìm cái quy luật của các con số tiếp theo này. Thì trong bài này chúng ta đợi từ cái số thứ tư, cái số thứ tư này ha. Cái số thứ tư này là bằng số thứ tư này à, cái số thứ tư này này là chính là bằng tổng của ba số này nha, là tổng của ba số này, 1 này, 2 này, 5. Tương tự như vậy, cái số 15 này này thì nó là tổng của ba số này. Chúng ta thấy là gì, mà nó là 15 này nha. Tiếp theo là cái số 28 này, 28 chính là bằng tổng của bài số này. Như vậy quy luật bài toán của lúc này, tức là từ số thứ tư này là nó bằng tổng của bài số trước. Như vậy thì từ đây chúng ta đã tìm được quy luật bài toán rồi. Thì chúng ta sẽ sao để giải cái bài toán này? Thì chúng ta ý tưởng là chúng ta cho ba cái biến. Biến thứ nhất là biến A, nó là bằng 1, và cái biến B của nó là gì? Bằng 2. Và một cái biến nữa là một cái biến sơ, nó bằng 5. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một cái biến là gì? Biến tổng chẳng hạn. Biến tổng này nó sẽ bằng là gì? A cộng B cộng sơ. Thì lúc này nó bằng mấy? Là bằng 8. Rồi sau bước này sau cái bước này thì chúng ta sẽ đặt lại giá trị của nó. Mình chỉnh nha tí xíu. Mình chỉnh nha. Sau bước này mình sẽ đặt lại cho nó là gì? A bằng 2. B bằng 5. Và sơ bằng 8. Mình sẽ đặt lại bước này để mình cho nó nhỏ lại tí xíu cho chúng ta trong một trang chúng ta dễ quan sát ha. Rồi trong một trang cho nó dễ quan sát. Rồi ha. Thì ý tưởng mình đặt là gì? A bằng 1 này, B bằng 3, xin lỗi là B bằng 2 này, và sơ bằng 5. Cái tổng của mình thì A cộng B cộng sơ nó sẽ bằng 8. Tìm được cái số này. Sau đó chúng ta sẽ đặt lại là gì? A bằng 2. Bằng 2 tức là lại bằng B này, cố gắng cái B này, và B này bằng sơ là bằng 5 này, và sơ của mình lại gắn cái tổng này. Sau bước này thì cái tổng của chúng ta nó sẽ bằng là gì? A cộng B cộng sơ thì lúc này nó sẽ bằng nhiêu? Bằng 15. Đó là cái quy luật và cái cách làm bài toán ha.
thì đã lập trên cái bài toán này trên SIGGRAPH thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái biến của nó. Thứ nhất là một cái biến A. Tiếp theo là một cái biến B. Và tiếp theo là gì? Một cái biến C. Và tiếp theo là một cái biến là tổng ha. Tổng chẳng hạn như vậy. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ khai báo một cái danh sách để chúng ta tìm được cái số chúng ta lưu vào danh sách số. Xin lỗi là cái danh sách ha. Danh sách số. Cái này chúng ta bỏ đi. Này chúng ta bỏ đi ha. Rồi. Như vậy là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ cho nó một cái sự kiện. Rồi. Tiếp theo là chúng ta gắn các cái biến vào giá trị cho nó ha. Thứ nhất là bằng 1 và biến B là bằng 2 và biến C là bằng 5. Biến C mình bằng 5. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đưa các cái số này này nó vào trong cái danh sách. Như vậy đầu tiên mình xóa tất cả các danh sách đi và mình thêm cái danh sách đó. Thì mình thêm này 2 này ha, 4 này, 4 là nhiều rồi, bỏ bớt một cái này. Rồi vị trí 1, vị trí 2, vị trí 2. Rồi mình thêm cái giá trị là gì? A này, B này, C này ha. Rồi, mình chạy thử này ha. Đó, là 1, 2, 5. Bây giờ số thứ tư á, số thứ tư của mình là cái tổng này. Mình sẽ là cái tổng của mình, tức là bằng ba số này cộng lại. C, B, A. Rồi. Rồi. A, B, C. Thì bây giờ quan trọng là bây giờ bài toán mình là tìm bao nhiêu số hạng. Mình tìm là bao nhiêu số hạng tiếp theo. Ví dụ mình tìm 10 số tiếp theo của trong dãy số này thì mình sẽ sau đó mình sẽ thêm cái tổng này vào trong cái danh sách này. Thêm cái tổng này. Như vậy nó sẽ là thêm 8 này ha. Thì sau cái bước này, sau cái bước mà mình thêm cái tổng của mình á, cái tổng này này, thì mình sẽ đặt lại các cái giá trị của mình. A này, B này, C này, A này, B này và C này ha. Bây giờ là gì? Mình sẽ gắn cái A mình là số B và cái B mình là cái số sơ và cái sơ của mình là cái tổng này. Thì mình tìm 10 số tiếp theo của dãy số này. 1 này, 2 này, 5 này, 8 này, 15 này, 28, 51, 94. Theo dãy số của mình là 15, 21, 94 này. Đây. 94 này. Và cái số tiếp theo của mình là gì? 173, 318 và 580. Như vậy là mình đã tìm được quy luật của bài toán rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.